Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng C số tự động đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Focus phân khúc C số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2011 đến nay. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi nhé. Cái đồng hồ này là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua. Và cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là xe là động cơ nguyên bản, máy móc nguyên bản, keo chỉ, thân vỏ, khung gầm, các thứ là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này có thể nói là hiếm có trên thị trường. Hiếm có vì sao? Vì thứ nhất là chạy rất ít, chỉ chạy có hơn 4 vạn thôi, khoảng 5 vạn km, 4 vạn 9 rồi, gần 5 vạn km. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe vừa rồi cũng đã bảo dưỡng hết toàn bộ rồi các bạn nhé. Bảo dưỡng và thay thế rất là nhiều đồ, ví dụ như là cái cặp đèn gầm đây, cặp đèn gầm bi LED này. Cặp đèn gầm bi LED này rất là đắt tiền. Riêng cặp đèn gầm bi LED này là 4 triệu rưỡi mà chủ xe vừa mới thay này. Màn hình OLED xịn, màn hình đầu Android, màn hình camera lùi OLED xịn này. Và cả một cái dàn lốp này cũng vừa mới thay hết luôn các bạn ạ. Chủ xe rất là kỹ tính, chăm sóc xe rất là tốt. Vừa mới thay hàng loạt này, từ lốp, đèn gầm, toàn bộ giảm sóc. Đấy, và chân máy, thay hết cả chân máy luôn. Chủ xe chia sẻ là chiếc xe này định gắn bó lâu dài, nhưng thị trường xe lúc này xe mới giảm giá quá nhiều, cho nên là bác chủ xe này đã bỏ tiền ra để mua một chiếc xe mới và bán chiếc xe cũ này đi. Mặc dù chiếc xe này đã chăm sóc, đang chăm sóc rất là tốt, thay thế sửa chữa rất là nhiều rồi, nhưng vẫn bán đi để mua một chiếc xe mới. Thực ra cũng đúng thôi các bạn ạ. Thời điểm này mua xe mới giá rất là tốt. Có những chiếc xe bớt đến 500 triệu đồng. Đấy, ví dụ như những Peugeot chẳng hạn, bớt rất nhiều. Ít ít thì cũng bớt khoảng 100-200, còn không là toàn đến 500 triệu còn hoặc hơn nữa các bạn nhé. Và thưa với quý vị và bạn, với chiếc xe đẹp như thế này, chúng tôi đang bán với giá chỉ 255 triệu đồng thôi các bạn nhé. 255 triệu đồng thì các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc C số tự động đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ như chiếc xe này rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2011 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem này, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus 2011 số tự động phiên bản hatchback này. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Ford cũng trang bị cho chiếc Focus 2011 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít các bạn ạ, kết hợp với hộp số tự động. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng xin cam kết với quý vị và các bạn, nó là nguyên bản. Đấy, động cơ nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này chủ xe vừa mới bảo dưỡng, vừa mới thay lại hết chân máy để cho nó êm, tại vì là quan điểm của chủ xe cũng đúng thôi. Sau 12 năm sử dụng thì những cái cao su chân máy nó sẽ bị lão hóa, nó sẽ bị cứng đi, nó không được êm. Đấy, nó không nổ máy các thứ, nó sẽ không được êm, không được mượt nữa, cho nên là đến lúc mà chủ xe phải thay, phải sửa chữa thì đấy là chủ xe đã thay những cái phần thiết bị, những cái phần vật tư hao mòn mà chủ xe đã thay rồi các bạn nhé. Đấy, và đây đặc biệt là chiếc xe này đây, toàn bộ những cái ốc cabo còn nguyên zin này, keo chỉ này còn nguyên zin luôn này, đấy, nguyên zin hết đây các bạn nhé, từ những cái chỉ cabo này. Cam kết với quý các bạn là cái cabo này còn nguyên zin, đấy, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, còn nguyên zin hết đây, nguyên zin mà chúng tôi còn chưa có dọn đâu ạ. Đấy, ốc cabo này nguyên zin mà chúng tôi còn chưa dọn đi nào đây các bạn nhé. Động cơ này mua về là như thế nào là chỉ rửa bên ngoài thôi, rửa bên ngoài, hút bụi bên trong, và cái phần động cơ này thì để nguyên, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì cả đây. Tuy nó hơi bẩn một chút nhưng không sao quý bạn ạ, với một chiếc xe cũ như thế này thì đã quá là đẹp rồi các bạn ạ, không cần thiết phải dọn rửa gì nữa. Đấy, như thế này là một chiếc xe cũ là quá đẹp rồi các bạn nhé, còn nguyên bản hết này, đâm đụng hay là va chạm gì cả là chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể biết được luôn này. Đấy, về cái việc đâm đụng hay va chạm là chúng tôi cam kết rồi, các bạn có thể yên tâm luôn các bạn nhé. Đấy, phải nói là rất là đẹp, động cơ 1.8 rất là khỏe các bạn nhé, đẹp, rất đẹp luôn đấy ạ. Có thể nói chiếc xe này ở cái dạng xuất sắc, và động cơ thì chủ xe vừa với bảo dưỡng toàn bộ, thay cả buji luôn các bạn ạ, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm mua chiếc xe này về. Dầu thì tính ra thì còn khoảng độ 8.000 nữa mới phải thay, chủ xe thay dầu 10.000 thì mới chạy được 2.000, còn khoảng 8.000 nữa mới phải thay dầu cơ. Chủ xe rất là cẩn thận, rất là kỹ tính các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 4.9 km các bạn ạ. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 255 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.